Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị ban giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện thành lập được 26 cụm công nghiệp, diện tích trên 1.200 ha với tổng số vốn đăng ký trên 12.400 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại có 7 cụm công nghiệp đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 350 ha, trong đó có trên 200 ha đã giải phóng mặt bằng. Điển hình như cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Làng nghề Hòa Phong, Trần Cao, Quang Hưng. Mong rằng huyện là tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân hiểu về luật và không phải thực hiện việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng bất cứ một hộ nào. Sau khi tiếp nhận dự án, các chủ đầu tư cụm công nghiệp cam kết 12 tháng thực hiện xong các thủ tục đầu tư để triển khai công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kết quả triển khai hoàn thành chưa bảo đảm tiến độ đã cam kết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Công ty đang nỗ lực cùng với cả chính quyền địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời mộ và các công tác khác thì cũng đang được tháo gỡ dần dần để tiến tới trong quý 1 này thì có thể tiến hành bàn giao đất và triển khai thi công xây dựng dự án. Ngay khi đạt được trên 70% sẽ xin giao đất lần 1 và cái phần còn lại sẽ giao đất lần 2 trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng và các cái hạng mục trạm xử lý nước thải cho cụm công nghiệp. Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư, sở ngành và địa phương báo cáo tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương các đơn vị chủ đầu tư đã tích cực thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh các bước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định. Tôi cũng đồng ý là sẽ thành lập một cái đoàn kiểm tra, trước hết là vai trò của các cơ quan, các địa phương, của nhà nước. Cái anh nói có đúng như thế không? Cái anh nói có đúng như làm? Sẽ kiểm tra cụ thể hồ sơ của các doanh nghiệp để báo cáo với ban thường vụ tỉnh ủy. Trong tháng 2 này tất cả những cái hồ sơ nào đã đủ điều kiện giải quyết được hết. Trong năm nay cố gắng khởi công được 4 đơn vị và giải phóng mặt bằng rồi là đầu tư xây dựng khoảng 1.000 ha. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định với các dự án chậm tiến độ, không triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng bảo vệ môi trường, vi phạm cam kết đầu tư sẽ xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật.